Chào người đẹp. Anh khỏe không? Rất khỏe, lâu rồi gặp bạn, bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cảm ơn anh. Còn anh là giống như vừa đi công tác Quảng Ninh về, đang đi nhiều lắm. Thật sự là khi Quỳ Linh bước vào đây á, nếu như không phải là Quỳ Linh đến nhà Giang My thì chắc chắn ai cũng lầm tưởng rằng đang đứng trước ngôi nhà của người nhạc sĩ tài ba này. Giang My biết Quỳ Linh đến đây để làm gì rồi chứ gì? My biết rồi, MC rất nổi tiếng của chương trình Không Gian Đẹp. Vậy thì ngay bây giờ Giang My có thể giới thiệu về không gian rất riêng của Giang My. Vâng, đầu tiên là xin mời anh vào gian bếp nhà My. Bao giờ cũng vậy, cái không gian của khăn bếp là My thấy quan trọng nhất, bởi vì nó như là linh hồn trong gia đình. Người ta có một câu nói rất hay là đường dẫn đến trái tim của người đàn ông đi qua đường dạ dày. Cho nên My là cái người rất là cẩn thận với lại cái không gian bếp của mình. Đây là một cái con trâu vàng, chứa một cái cục vàng rất là to, vì năm nay năm con trâu, cho nên My ước mong là gia đình sẽ an khang thịnh vượng. Và nó được chắn ở đây để phong thủy, khi mà cái cửa đi vào thì nó chắn lại, và sau đó thì mình nấu nướng các thứ ở đây. Người ta thường nói là để một con trâu một cái gì chắn được cái bếp ấy, thì nó làm cho cái bếp của mình nó không có bị làm cho người chủ nhân kém may mắn. Và cái bếp của My thì My để rất là hiện đại, đó là một bên này để nướng. Thì ngay lập tức khi mà mình làm những cái như là barbecue này, nướng các cái loại nướng ấy, thì rất là tiện lợi. Nó không có bị giống như mình phải nướng than mất một tiếng đồng hồ xong mới có thể ăn được, mà ngay lập tức bật cái đèn này lên một cái là có thể nướng được ngay. Và đây là một cái hút khói, và cái cửa nó có thể mở ra để chúng ta có thể lấy khói ra ngoài và không để cho trong căn nhà bị có mùi hôi. Khu vực này thì My có hai cái ảnh này, hai cái tranh này rất là dễ thương, đấy là con mèo và con chuột. Chú chuột nào vào đây mà định ăn vụng thức ăn là ngay có chú mèo canh giữ ngay chỗ. Khu vực thì My để rất là ngăn nắp, đó là cái khu vực này để chén bát đĩa. Làm sao mà để mình có thể sắp xếp, mình có thời gian làm sao phải rất là ngăn nắp. Còn bên này tất cả các ly cốc tách để dành cho rượu vang, rồi những cái liệu rượu nhỏ và rượu whisky, cho nên là lúc nào cũng sẵn sàng cho một bữa tiệc và không phải mất thời gian nhiều. Khu vực mà phòng khách gần với lại khu vườn bên ngoài này thì My thiết kế theo kiểu hiện đại. Với một cái bàn như thế này thì anh có thể ngồi với 6 người, 8 người hoặc 12 người. Hoặc là đôi khi nếu như anh muốn chuyển sang để ăn buffet thì cái khu vực này, anh ạ, cái khu vực này chính là khu vực mà để chúng ta để buffet lên để ăn. Và cái ngăn ở dưới này là khi các bạn bè mình đến bao giờ cũng có túi sách, thì dưới này sẽ là khu để túi sách và ở dưới là để giày. Thế là một cái cách design, một cách thiết kế rất là hiện đại. Với cái mảng màu này thì My thích đi ba màu, màu kem, màu trắng và màu đỏ, thể hiện cái khu bàn ăn nó có một cái gì đấy rất là ấm áp. Và người ta thường nói là cái màu đỏ ấy thì thường làm cái cảm giác thèm ăn hơn. Tuy nhiên với những người như chúng ta mà sợ mập ấy, thì chúng ta luôn luôn phải biết rằng là chỉ ăn 50% cái dạ dày chứ không được ăn 100%. My thì rất thích chơi những cái loại hoa mà hoa tươi. Anh thấy ở bên ngoài này My rất là thích chanh, cho nên My để những cái chanh ở bên ngoài để làm một cái highlight cho cái khóm hoa lan ở đây. Và đây là một cái loại hoa lan vô cùng sống dai, có nghĩa là để chơi được khoảng 3 tháng thì nó mới tàn. Và sau 3 tháng khi mất đi thì sau 1 tháng sau nó lại mọc lại và lại ra hoa nữa. Đấy là theo cách mà chăm sóc tốt thì nó sẽ có hoa trong vòng sau 1-2 tháng. Nếu như ở trên lầu 7 thì nên trồng những cái loại hoa sống dai như vậy. Bên khu ngoài kia thì sẽ làm cả một cái khu vườn lan. Và anh thấy ở dưới thì mặc dù là ở giữa trung tâm thành phố nhưng mình nuôi rất nhiều cá. Và có ngay cả những chú mèo rất là dễ thương để câu những chú cá đó. Ở đây là những cái đồ vật lưu niệm sau những cái chuyến đi công tác về. Hay đây là một cái đôi tình nhân rất là đẹp được mua từ Pháp về. Còn này thì kỷ niệm khi My đi Đức. Còn cái này thì anh biết rồi, Moza. My vừa mới ở Viên về và đến chơi, đến thăm cái khu nhà của Moza. Thì tất cả những cái này là lưu lại những cái dấu ấn, những cái kỷ niệm trong những cái chuyến đi công tác. Trong nhà My thì có rất là nhiều những cái món đồ như vậy. Ví dụ như cái món đồ này là món đồ mà My đã phải khệ nệ sách từ Cannes về. Tức là những bông hoa thật họ ép khô lại và họ cho vào trong những cái đồ mà để mình có thể trộn rau làm salad này. Hoặc là những cái như thế này này anh, là mình để thức ăn bên trong xong mình đậy lại. Thế mà trông nó rất là xinh phải không ạ? Nó là những cái hoa cỏ thật đấy.
Và đây là một cái bộ hoa mà My phải chọn về để làm sao cho nó phù hợp với lại bàn, với lại đèn và tất cả cái không gian này. Trên một bộ này là để dùng cho, để ăn, để đậy. Và cái này là khi mình bưng đồ ăn vào trong nhà, buổi sáng mình không muốn dậy thì mình sẽ cho đồ ăn lên đây và ngồi nhấm nháp. Phải nói là chủ nhân của cái không gian này rất chu đáo. Chu đáo đến mức My Linh nghĩ rằng hoàn thiện. Không, My nghĩ là My mặc dù là một không gian rất nhỏ, nhưng mà My muốn là chỗ nào cũng có cái dấu ấn của chủ nhân và cái linh hồn của mình. Còn bây giờ chắc chắn là anh sẽ rất muốn vào cái không gian của căn đàn piano vừa vang lên, phải không ạ? Vâng, chúng ta sẽ vào căn phòng đọc sách, phòng chơi piano. Và đấy là một cái góc rất là thư giãn mỗi khi mà My về nhà. Mời anh. Cái phòng tương đối là riêng tư. Căn phòng này thì có rất là nhiều cái thứ mà My yêu quý. Đó là cả một cái tủ sách chứa hơn 10,000 quyển sách từ nhỏ đến lớn. Và đặc biệt là có cái đàn piano mà My rất yêu quý. Hàng ngày mỗi một lần đi làm về cho bao giờ My cũng ngồi lên đàn để chơi một vài cái bài và hát nghêu ngao cho nó giảm stress. Còn đây thì anh nhìn anh biết đây là đồng tiền cổ Việt Nam. Để ở đây để cho một cái cầu mong một cái sự thịnh vượng cho gia đình. Đây là để ở giữa nhà. Và ở trên này thì anh biết rồi, có một ông Phật tròn tròn hơi giống Linh chút xíu. Còn đây là một số những cái tấm ảnh mới vừa chụp. 1.000 bộ áo dài và 1.000 tấm ảnh cho 1.000 năm Văn Hiến Thăng Long Hà Nội. Thời gian tới thì vẫn còn bay ra Hà Nội và đi rất là nhiều tỉnh để tiếp tục làm những cái bức tranh nghệ thuật này. Làm việc như vậy với cường độ làm việc phải nói là quá sức. My vẫn giữ được dáng vóc thế này thì rất hay. My có một bí quyết nào đó mà có thể giới thiệu mọi người được không? Thưa anh, điều quan trọng nhất là mình sống trong một không gian đẹp. Và mình lạc quan sống, điều quan trọng nữa là phải sống với âm nhạc anh ạ. Xin cảm ơn Nhãn My đã tham gia chương trình Không Gian Đẹp và giới thiệu không gian rất riêng của mình cho khán giả truyền hình được biết. Thay mặt nhà tài trợ Sơn Mai Color xin gửi tặng Nhãn My món quà. Xin cảm ơn anh. Anh đã tặng một món quà rất là ý nghĩa. Như vậy là My thêm được rất nhiều vitamin C trong một năng lượng của một ngày làm việc. Cảm ơn anh. Và trước khi chia tay thì Quyền Linh cũng như quý vị khán giả rất muốn nghe là những giai điệu cũng như giọng hát của Giang My. Khi nào mà Quyền Linh đề nghị thì My không bao giờ dám từ chối rồi. Rồi đã cũng cần có